Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em: Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo, người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Thầy là cây nho, anh em là cành. Mọi người chúng ta thử nghĩ xem Chúa muốn nói gì qua cái chuyện này. Trước hết chúng ta thấy rằng cây nho nào cũng có cành hết, và không thể quan niệm một cây nho mà lại không có cành. Còn cành nho nào cũng bắt nguồn từ cây nho, được gọi là cành nho. Còn nếu người ta chặt cái cành nó đi thì gọi là củi, chứ không phải là cành nho nữa. Như vậy, khi Chúa nói rằng Thầy là cây nho, anh em là cành, Chúa muốn nói lên có một cái liên kết rất chặt chẽ giữa Chúa Kitô và người Kitô hữu. Liên kết chặt chẽ đến nỗi rằng không thể nói tới cây nho mà không nói tới cành, không thể nói tới cành nho mà lại không nói tới cây nho. Nghĩa là, thưa anh chị em, Chúa Kitô không hoàn toàn nếu không có các Kitô hữu. Chúa Kitô trở thành Kitô là vì có tất cả các Kitô hữu. Và người Kitô hữu bắt nguồn từ Chúa Kitô, không thể nào quan niệm tách rời khỏi Chúa Kitô dù một giây một phút. Cái chữ Kitô chúng ta có dịp nói với nhau rồi, thưa anh chị em, nó không phải chỉ cái danh bên ngoài đâu. Kitô hữu là người của Chúa Kitô, người thuộc về Chúa Kitô, giống như là cành nho với cây nho vậy. Cho nên, thưa anh chị em, không thể nói tới Chúa Kitô mà không nói tới các Kitô hữu. Những gì liên quan tới Chúa Kitô đều liên quan tới Kitô hữu, và ngược lại, không thể đụng chạm tới người Kitô hữu mà không đụng chạm tới Chúa Kitô. Chúng ta có thí dụ rất rõ rệt. Ông Sa-un trên đường Đa-mát đi tìm bắt các Kitô hữu, ông bị quật ngã. Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ ta? Thưa ngài, ngài là ai? Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. Đụng chạm tới các Kitô hữu là đụng chạm tới Chúa Giêsu phục sinh. Rồi chúng ta biết nữa,
sư ta đói các ngươi cho ăn, khát các ngươi uống. Lạy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa mà cho đó mà cho ăn cho uống đâu? Mỗi lần các ngươi làm cho những anh em bé mọn nhất của ta đây là làm cho chính ta. Những người bé mọn này không chỉ là Kitô hữu mà là tất cả mọi người đã sinh ra trên đời này, tất cả những người đó đều được cứu chuộc, đều được Chúa Kitô yêu quý và coi như chính bản thân của người. Cho nên xử sự với họ thế nào là xử sự với chính Chúa Kitô phục sinh. Anh chị em vui lòng suy nghĩ về chuyện này. Rất cao quý và rất quan trọng, quan trọng. Cao quý vì chúng ta không thể ngờ được rằng mình được Chúa Kitô đón nhận, đảm nhận như chính thân mình của mình, trở thành thân thể của Chúa Kitô. Mình là cành nho gắn liền với cây nho, mình sinh ra từ cây nho Giêsu Kitô. Và mình lớn lên với tư cách là cành nho, thuộc về cây nho. Cho nên cái thứ nhất, thưa anh chị em, một cái điều mà chúng ta không thể nào tách rời khỏi Chúa Kitô, một giây một phút cũng không được. Đó, chúng ta chỉ là Kitô hữu khi gắn liền với Chúa Kitô, kết hợp nên một với Chúa Kitô. Là Chúa Kitô là cần thiết tuyệt đối, không thể nào không có được. Cuộc sống của một người Kitô hữu là luôn luôn chỉ có một điều cần thiết là gắn liền với Chúa Kitô, và chỉ có một phần tốt nhất mà luôn luôn chọn là chính Chúa Kitô, không có gì khác nữa. Không có trên đời này không có gì đáng kể, dù là vợ là chồng, dù là cha là mẹ, là con cái, là người thân người yêu, dù là tiền của hay là thú vui mọi chuyện, những cái đó ở dưới và lệ thuộc vào Chúa Kitô. Chỉ có mình Chúa Kitô là duy nhất, là độc nhất trong ý nghĩ, trong lời nói, trong cách xử sự, trong hành động của chúng ta, nhất là trong trái tim của chúng ta. Người trong truyền thống của Hội Thánh nói là trái tim của Thánh Phaolô là trái tim của Chúa Kitô. Bởi vì Thánh Phaolô gắn liền với Chúa Kitô, sống bằng sự sống của Chúa Kitô. Bây giờ đến lượt mỗi người chúng ta cũng phải nói lên như vậy, chưa nói được ngay nhưng phải tiến tới cái mức như vậy, vì đó là điều Chúa Kitô muốn. Trái tim của tôi là trái tim Chúa Kitô, con người của tôi là con người của Chúa Kitô, linh hồn tôi thuộc về Chúa Kitô, đôi mắt này của Chúa Kitô, chân tay này của Chúa Kitô, trí óc này của Chúa Kitô hết. Chúa Kitô đã đến với tôi và làm chủ hoàn toàn ở trong con người, cuộc sống của tôi. Cho nên ngày đêm nghĩ tới Chúa Kitô, sống với Chúa Kitô, sống như Chúa Kitô. Chỉ có thế thì chúng ta mới thực sự là cành nho của cây nho Kitô, Giêsu Kitô. Và đó là lý do mà Chúa nói đi nói lại trong bài tin mừng vừa rồi 2-3 lần: hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Thầy thì lúc nào Thầy cũng ở lại trong anh em, Thầy không thể rời anh em được. Bởi vì Thầy xuống trần gian này vì anh em, Thầy chết vì anh em, Thầy sống lại vì anh em, cho nên Thầy không thể tách rời anh em một giây phút nào hết. Còn phần anh em đó, anh em phải làm sao để luôn luôn ở lại trong Thầy như cành nho gắn liền với cây nho, không một giây phút nào tách rời khỏi cây nho hết. Chúng ta đi lễ, rước lễ, đọc kinh, cầu nguyện, làm việc bác ái, sống tốt lành là chỉ có mục đích đó, mục đích để là ở lại với Chúa Kitô mỗi ngày một thâm sâu hơn, thường xuyên liên tục hơn.
Hôm nay chúng ta thưa anh chị em, tôi đề nghị chỉ cần suy nghĩ cái chuyện đó thôi, bởi vì đó là cốt yếu nhất của một Kitô hữu. Tôi nói lại, mang danh Kitô không phải là cái danh bên ngoài đâu, cái tên đâu, mà là chính Chúa Kitô. Bởi vì Kinh Thánh khi nói tới danh, danh Chúa là chính Chúa, thì người ta kêu cầu danh Chúa Kitô, được cứu độ nhờ danh Chúa Kitô đó. Thế nên là Chúa Kitô, cho nên chúng ta mang danh Kitô, tức là chúng ta mang chính Chúa Kitô, thuộc về Chúa Kitô rồi. Và làm sao thường xuyên liên tục ở lại trong Chúa Kitô, gắn bó với Chúa Kitô, từ trong đầu óc, trong trái tim, trong hành động, trong cách xử sự của mình, không bao giờ quên Chúa Kitô cả. Đó là tất cả đời sống Kitô hữu chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, một lần nữa chúng ta nói lại, không thể nói tới Chúa Kitô mà không nói tới các Kitô hữu, không thể đụng chạm tới các Kitô hữu mà không đụng chạm tới Chúa Kitô. Không phải chúng ta muốn, mà là Chúa Kitô đã muốn như thế và đã thực hiện như thế. Bây giờ chúng ta chỉ nhận ra cái sự thật vô cùng cao quý, sự thật vô quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Sự thật đó là tôi thuộc về Chúa Kitô, tôi là của Chúa Kitô, và sự thật đó cũng là Chúa Kitô là của tôi, Chúa Kitô thuộc về tôi, chúng tôi thuộc về nhau, hoàn toàn thuộc về nhau. Kinh Thánh có dùng cái hình ảnh vợ chồng, sự kết hợp giữa người vợ, người chồng gắn bó với nhau để nói lên cái mối tình của Thiên Chúa, của Chúa Kitô với mỗi người chúng ta. Nhưng mà thưa anh chị em, đó là cái hình ảnh thôi. Cái người Kitô hữu kết hợp với Chúa Kitô còn hơn gấp rất nhiều lần vợ chồng kết hợp với nhau. Hôm trước tôi gặp một người bạn trẻ có gia đình rồi, hai đứa con. Đó. Khi tôi nói đến vấn đề kết hợp đó thì chị ta nói làm sao? Hơn nhiều thứ cha, hơn nhiều, hơn cái vấn đề vợ chồng được. Chị sống trong đời sống vợ chồng phải được. Đó. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta sống độc thân hay sống đời vợ chồng, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là Chúa Kitô. Quan trọng là Chúa Kitô, phải làm sao để sống thường xuyên liên tục ở lại trong Chúa Kitô. Mình sống như vậy rồi đó, mình bắt đầu nhìn thấy Chúa Kitô nơi từng con người một, thân quen hay xa lạ, có đạo hay không có đạo, người tốt hay người xấu, mình vẫn thấy được Chúa Kitô. Đó, vẫn thấy Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô ở trong mọi người, trong mọi sự, trong mọi biến cố thời tiết nắng mưa, luôn luôn người dùng những cái dấu chỉ, con người cũng là dấu chỉ của Chúa Kitô, và mọi sự việc xảy ra thời tiết nắng mưa là nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng Chúa Kitô đang có mặt. Hãy sống với Chúa Kitô, hãy ở lại trong Chúa Kitô, hãy gắn bó nên một với Chúa Kitô và đừng bao giờ lìa xa Chúa Kitô. Cành nho không thể nào mà tách rời khỏi cây nho được. Người Kitô hữu không thể nào tách rời với khỏi Chúa Kitô. Chúng ta làm đủ mọi thứ việc lành tốt lành, nhưng mà phải đưa đến cái kết quả là chúng ta nhờ những cái việc đạo đức đó, chúng ta sống kết hợp với Chúa Kitô mỗi ngày một nhiều hơn. Cho nên các việc đạo đức cũng không thể tách rời chúng ta ra khỏi Chúa Kitô, phải đưa đến kết quả đó. Mà mỗi người chúng ta tự kiểm chứng đi, mà nếu mà thấy không được kết quả đó thì đi lễ, rước lễ, đọc kinh có ích gì đâu. Anh em nghe rõ đó, không phải là để được ơn này ơn kia. Cái ơn lớn nhất, ơn trên hết mọi ơn, ơn bao gồm tất cả mọi ơn là ơn Kitô, là chính Chúa Kitô. Là chính Chúa Kitô. Tức là khi mình được ở với Chúa Kitô, sống kết hợp với Chúa Kitô, thì người ta sẽ cảm thấy rằng mình hạnh phúc đầy đủ, sung sướng rồi, không còn mơ tưởng gì hết nữa. Bởi vì cho tới bây giờ chúng ta không ở lại trong Chúa Kitô. Anh em nghe
Chúng ta không ở trong tôi, cho nên chúng ta chưa đánh giá Chúa Kitô thế nào. Chúng ta đi lễ rước lên đọc kinh, nhưng mà để Chúa lại ở nhà thờ, để Chúa ở trên trời đó, mà Chúa không ở trong cái tâm của mình, không đi vào sâu trong cuộc sống của chúng ta, cho nên chúng ta cảm thấy vẫn là Chúa Kitô vẫn ở xa, ở trên cao. Cho tới khi nào mà cảm nhận được Chúa Kitô ở trong chính bản thân của mình, trong thân xác của mình, trong linh hồn của mình, trong tất cả mọi cơ năng con người của mình, trong tâm trí của mình, trong trái tim của mình, những nhịp đập của mình là nhịp đập của trái tim Chúa Kitô, thì lúc đó chúng ta mới đạt được cái mức mà Chúa Kitô khi đón nhận chúng ta muốn cho chúng ta phải như thế. Nghĩa là Chúa Kitô muốn chúng ta sống bằng sự sống của Chúa Kitô. Chúa Kitô muốn chúng ta rằng suy nghĩ như Chúa Kitô suy nghĩ, nói năng như Chúa Kitô nói năng, hay là ngược lại. Chúng ta phải để cho Chúa Kitô làm chủ con người cuộc sống của mình, để Chúa Kitô từ nay suy nghĩ, nói năng, hành động, giao tiếp, làm mọi việc, chịu đau khổ, niềm vui, nỗi buồn, tất cả Chúa Kitô nhận hết trong phần của người rồi. Đừng sợ gì hết và cũng đừng chán nản, bởi vì sao? Không bao giờ tôi hưởng niềm vui một mình, tôi hưởng niềm vui với Chúa Kitô. Không bao giờ tôi chịu đau khổ một mình, tôi chịu đau khổ với Chúa Kitô. Không bao giờ tôi gặp gỡ ai một mình, tôi gặp gỡ với Chúa Kitô và tôi gặp chính Chúa Kitô nữa, thưa anh chị em. Phải thấy Chúa Kitô nơi mình, thấy Chúa Kitô nơi anh chị em của chúng ta, nơi mọi chuyện, thưa anh chị em. Đó là mục đích của đời sống Kitô hữu chúng ta. Và khi sống với Chúa Kitô như vậy, chúng ta bắt đầu nếm cảm những gì mà sau này chúng ta được hưởng trong nước trời.